Rồi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Lê Toàn Channel nha. Thì trước mặt các bạn đây là cái con xe ủi của mình nha các bạn. Con Komatsu D20-5. Nó bị tẹt ron nắp khi lát nha các bạn. Cho nên là bóc cái nắp khi lát ra để thay ron. Và cũng chớ chiêu thay là cái miếng đất ở đây nè. Chủ đất người ta xới lại các bạn ơi. Ngày hôm qua nay mình cũng năn nỉ quá chừng luôn. Nên người ta mới cho đậu đỡ ở đây. Đây các bạn, để mình quay cho bạn xem. Đó, nó cài các bạn, đang xới nha. Thì mình cũng nói dữ lắm các bạn ơi, xin phép nói người ta cho phép mình đậu đỡ ở đây tại vì máy bị hư đó, ta thông cảm. Đây cũng là lần đầu tiên mình gặp cái tình trạng này các bạn, xe hư ở giữa đồng mà bị máy xới này nó dí nữa các bạn. Đây các bạn thấy không đó, mấy xe bánh hơi này đậu đây để mà căng mũ cho nó mát các bạn. Đây cái này nắng dữ lắm đó, các bạn thấy không, nó xới xung quanh nó trơn rồi. Rồi bên đây là cái miếng cái nền mình mới đổ nè các bạn. À, để mình quay cho các bạn xem xung quanh nghe, nó xới hết trơn luôn nè. Đó, thả giặt bên đây nè. Còn xe mình ở trong này, ở chính giữa này. Rồi, bây giờ mình sẽ đề máy thử nha các bạn. Rồi, ráp vô cũng xong rồi, cho nó chạy thử nha các bạn. Thôi đây. Cái gì vậy? Rồi bơm cái bơm. Bơm. Cũng cái chân nữa. Ôi trời ơi. Hai cái ống ghi bơm chuyển hướng. Bơm ben rồi. Buộc phải gắp vô mới nổ được. Nó nổ được rồi. Nó nên là rồi bây giờ gắp cái đầu rồi cái nó vô đi. Xong quê em. Rồi bây giờ thì mấy anh em tiếp tục ráp cho nó hoàn thiện cái con xe ủi này nha các bạn. Rồi, xin mời các bạn cùng theo dõi các anh em này làm việc nha. Nãy tôi thà kèo miếng gì cho nó bám nhẹ, nó đi rồi mình sẽ gấp vô dễ. Có phải thà đãi cũng được không ta, cho nó dính không? Để nó vô được rồi, có vô rồi. Có còn không? Có lông đờ đâu? Nó phải lộn. Nằm trong rồi nó bay. Cái này là nằm trong không? Cái này nằm trong vậy? Lông đờ trong rồi nó nằm trong. Cái này nó nằm ngoài đó, nó chạy đó không thấy hả? Cái lượng chạy đó. Ừ. Cây này nằm trong nằm ngoài. Nó nằm đó luôn. Đâu? Nó nằm dưới đó. Nằm trong đó là sao lọt? Nằm trong sao lọt? Nằm dưới đó. Nằm trong là nó cúp cái cây rồi. Ông bác này bắt đâu nè? Bữa hổng sáng hả? Hôm qua. Cái ống độn hồi nãy anh tí cầm á. Có ống độn tí. Có. Có ống độn. Cái ống độn á, đúng rồi. Có ống độn là nó dài. Dài. Ừ, cái ống độn ra. Ống độn là nó. Ống độn là ngóc dài mới tới. Dài đó. Rồi nổ rồi đó nha. Ngon rồi đó. Không đền.
Kính thưa các bác, các già lưu phụ. Có ai giới thiệu rồi ông thợ máy nào không? Đây. Ông thợ máy rồi. Áo đỏ nè. Đây là ông thợ máy nhập từ Malai về mới bị ma đèo tối. Đây 24 cũng thầy ma đèo. Cái 24 nãy quăng qua đâu tí? Còn thầy kia thì ông thầy đi ỉa. Chạy kìa, chạy lúc sức rồi. Không kêu. Để đó là nhà người ta đó. Ê ê ê. Tại lúc sức. Chơi rồi. Chơi té rồi. Còn cái nào nữa không tí? Kiếm. Đây. Từ. Nói chắc cũng không có bao nhiêu nước rồi. Điện thoại. Này mới tép. Rồi rồi công đoạn đổ nước. Tới công đoạn đổ nước. Đi lại kia nó hay hơn. Cắn lên. Quá rồi kia tí xíu. Rồi cái ruộng nhà bà đó đi. Bây giờ thằng kia nó thằng chủ kia nó không có thuận nhau. Mới điện hồi nãy nói là nó chạy ngay cái nhà nó luôn. Cái nhà đó nó nấp cái chỗ lại, ngồi nhậu qua đó. Nó quẹo vô đây sợ. Im rồi đó. Nó hết có bị khó nữa rồi. Cái hơi máy nghe bốc hơn rồi đó. Cái hổm nổ gì kỳ cục chết luôn. Hết khói luôn hay không? Rồi tắt máy đi bên. Tắt máy đi, ấp bây giờ là hơi nóng à. Rồi bây giờ đã ráp hoàn thành và chạy cái con xe lên trên gò nha các bạn. Đến đây thì mình cũng xin phép được tạm dừng video. Nếu các bạn xem thấy hay thì hãy like, share và đăng ký để ủng hộ mình nha các bạn. Rồi chúc các bạn một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Xin chào các bạn.